Hiện nhiều doanh nghiệp ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động và khiến cho nhiều công nhân mất việc làm thời gian dài, không có thu nhập phải về quê. Những gia đình công nhân cố gắng ở lại đã phải rất tằn tiện chi tiêu để có thể cầm cự. Số liệu từ cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết hiện có khoảng 28.000 lao động đã tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Còn theo số liệu từ tổ chức công đoàn thì hiện nay có khoảng 240.000 lao động trong các doanh nghiệp đã giảm giờ làm. Con số này khá lớn là bởi số lao động này vẫn đảm bảo trên 14 ngày nên vẫn tham gia bảo hiểm xã hội.